Có quá nhiều sản phẩm của người khác ở ngoài kia đã tốt rồi, đã giải quyết được vấn đề rồi. Họ chờ đợi người mang hàng tới tay khách hàng. Và đấy chính là marketing. Bạn muốn kiếm được nhiều tiền thì bạn phải có kiến thức, có kỹ năng và có trải nghiệm. Vậy thì chúng ta cần có kiến thức gì để có thể kinh doanh hoặc là kinh doanh online nói riêng? Có 3 cái phần công việc chúng ta phải làm. Phần việc thứ nhất đó là marketing và bán hàng. Marketing và bán hàng. Phần việc thứ hai đó là chúng ta tìm kiếm những sản phẩm hoặc tạo ra những sản phẩm tốt, giải quyết được vấn đề cho khách hàng và vận hành cái hệ thống kinh doanh đó. Kế toán, lễ tân, nhân sự, thuế, quan hệ đối nội, đối ngoại, đối tác, vân vân. Ta gọi là công việc vận hành, chấm công, KPI, công việc vận hành. Về sản phẩm, chúng ta cần phải tạo ra những sản phẩm. Ở ngày hôm qua, chị Lan Kelly có nói, chúng ta cần phải tìm kiếm những cái sản phẩm mà có một cái giá trị độc đáo, riêng có. Cái này trong Eagle Camp chúng ta có một quy trình thiết kế 5 bước để tạo ra cái giá trị độc đáo riêng có này. Và cuối cùng, đây là phần việc quan trọng nhất, marketing và bán hàng. Hôm trước có cái anh công an, anh ấy có cái loại thép siêu cứng để có thể làm ra được cái lưỡi câu. Thì đấy là sản phẩm. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết cách làm marketing thì sản phẩm đó không đến tay người tiêu dùng. Thì marketing và bán hàng là công việc quan trọng nhất. Nó sẽ chiếm 60% sự tập trung của bạn, nguồn lực của bạn, tài chính của bạn. Sản phẩm có thể bạn sẽ dành khoảng 20% thời gian, năng lực để tìm kiếm các sản phẩm. Và O là vận hành, operation, khoảng 20% tài chính, nguồn lực của các bạn. Đây là những mô hình dành cho những doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ của anh chị em ở đây. Nhỏ tức là dưới 100 tỷ, siêu nhỏ tức là dưới 10 tỷ. Với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như các anh chị em thì cái chiến lược tập trung vào đây là marketing và bán hàng. Tôi không khuyên các anh chị tập trung vào sản phẩm mà hãy dùng các phương pháp khác nhau để tìm kiếm ra các sản phẩm. Những người bạn trẻ tuổi này họ đến với IPS, Internet Power System, thì họ học được cái gì? Họ học được cái điều đầu tiên là làm marketing trên Internet. Vậy khi họ trẻ tuổi thì họ không thể có nhà máy, họ không thể đầu tư nhà máy để sản xuất được. Cho nên họ sẽ áp dụng một cái phương pháp là bán sản phẩm của người khác. Từ khóa này trong tiếng Anh về nhà tìm kiếm thêm được gọi là OPP. Thậm chí bạn ấy cũng không vận hành luôn, không có nhân sự, không có con người, không có kế toán, chỉ tập trung 100% vào làm marketing và marketing thôi. Thì cái công việc đấy được gọi là MMO. Cái cách làm ở đây đó là không bán sản phẩm của mình mà bán sản phẩm của người khác, được gọi là OPP, as a people products. Bạn ấy cũng không vận hành doanh nghiệp của mình vì không có doanh nghiệp mà vận hành. Cũng không có đội nhóm, không có gì hết. Không có cả sản phẩm, chỉ làm marketing. Thì ở trên Internet người ta gọi nhóm người này gọi là MMO. Viết tắt của từ là Make Money Online. Đây là một điều vô lý và không giống với đa phần suy nghĩ của anh em chúng ta trong hội trường này. Trong hội trường bạn sẽ bắt đầu bằng tìm một sản phẩm thật tốt, mua nó về, chất trong kho và sau đó cho người khác hoặc bán phá giá. Sau một thời gian bạn hết tiền, bạn lại tìm một sản phẩm khác, mua nó về, chất vào trong kho, càng nhiều hàng thì bạn càng được chiết khấu sâu cho những người khác vì không nó hết hạn. Và cuối cùng bạn lại khởi nghiệp lại từ đầu với một sản phẩm khác. Bởi vì hàng hóa không tự nhiên di chuyển từ trong kho của bạn sang nhà của khách hàng được. Tất cả mọi công việc đều gốc rễ là marketing và bán hàng. Ta xem chàng trai nói gì. Anh ấy là một triệu phú trẻ. Sản phẩm quá, tập trung vào công cụ quá ấy, thì họ bị giới hạn cái việc nhân bản của họ, giới hạn cái việc scale up của họ. Họ bị quá là nhỏ thì cái tầm nghĩ của họ không lớn được. Khi họ không nghĩ lớn được trên Internet thì họ không thể là bung được cái sức mạnh của Internet ra. Họ phải có tầm nghĩ thật là lớn thì mới áp dụng được cái Internet vào trong cái tầm nghĩ của họ. Nó mới kết hợp với mét với nhau thì mọi thứ nó mới bùng nổ được. Đầu tiên đó là phải có tầm nhìn lớn. Và khi bạn sống ở trên Internet
Bạn sẽ cần phải giao tiếp, theo đuôi những người có tầm nhìn lớn. Một chàng trai chỉ hơn 20 tuổi đã có thể có rất nhiều triệu đô la trong tay. Làm gì ở đây ạ? Anh ấy tập trung vào marketing. Đầu tiên phải có tầm nhìn rất lớn về một con số rất lớn. Cụ thể ở đây là một con số rất lớn. Và nếu một con số rất lớn thì một sản phẩm thông thường chúng ta không thể nào sản xuất ra để đủ con số lớn đó được. Tôi lấy ví dụ anh Tuấn Anh ở đây. Tôi tính rồi. Để kiếm được 1 triệu đô la một ngày phải bán được 1,5 tấn gà. 1,5 tấn gà. Như vậy để sản xuất được 1,5 tấn thịt hun khói như vậy, thì yêu cầu sản xuất nhỏ ở gia đình là không làm được, phải có nhà máy sản xuất. Như vậy một người trẻ tuổi không có cơ hội để bước vào lĩnh vực này. Anh bước vào được vì có cha mình thừa kế từ cha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là một người trẻ tuổi tay không bắt giặc thì đừng quan tâm tới sản phẩm. Có quá nhiều sản phẩm của người khác ở ngoài kia đã tốt rồi, đã tốt rồi, đã giải quyết được vấn đề rồi. Họ chờ đợi người mang hàng tới tay khách hàng. Và đấy chính là marketing. Chiến lược này có tên gọi là muốn chiến thắng cuộc đua, tìm con ngựa tốt, leo lên lưng nó và về đích. Vậy thì có quá nhiều sản phẩm tốt ở ngoài kia, nhưng vì họ nghĩ là sản phẩm họ tốt nên họ không bao giờ làm biết làm marketing. Có quá nhiều anh em trong căn phòng này cũng vậy, có sản phẩm tốt nhưng không biết marketing. Vậy thì bạn làm gì? Tìm những sản phẩm tốt và làm marketing cho nó. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.